hổ và sư tử, ai sẽ là vua của muôn thú? Câu hỏi này luôn là đề tài nóng hổi trong các cuộc tranh luận về vương quyền của tự nhiên. Sư tử, với bộ bờm dày và oai vệ, thường được ca tụng là vua của đồng cỏ. Chúng sống và săn mồi theo bầy, phối hợp ăn ý với nhau để tóm gọn những con mồi lớn như trâu rừng và hươu cao cổ. Sức mạnh của sư tử không chỉ nằm ở khả năng chiến đấu, mà còn ở tinh thần đoàn kết. Khi một sư tử đứng đầu bầy, nó không chỉ là một chiến binh mà còn là một nhà lãnh đạo tài ba. Ngược lại, hổ với bộ lông vằn vện đặc trưng là biểu tượng của sự mạnh mẽ và bí ẩn. Chúng là những kẻ săn mồi đơn độc, sử dụng sức mạnh, tốc độ và kỹ năng ẩn nấp để tấn công con mồi. Mỗi cuộc săn của hổ là một màn trình diễn đầy tính toán và kiên nhẫn. Hổ không chỉ săn trong rừng già mà còn ở những khu vực gần nước, nơi chúng có thể dễ dàng ẩn nấp và bất ngờ lao ra tấn công. Vậy nếu đặt lên bàn cân so sánh, sư tử với hổ, ai là vua thực sự? Hãy đăng ký kênh rồi cùng tìm hiểu nhé! Trước tiên, chúng ta hãy so sánh về kích thước. Nếu xét về phân loài trung bình, hổ và sư tử có kích thước khá tương đương. Một con sư tử được châu Phi trưởng thành và một con hổ Bengal được trưởng thành thường có trọng lượng khoảng từ 180 đến 190 kg. Nhưng khi xét kỹ hơn, cả hai loài đều có những phân loài khác nhau với sự chênh lệch về kích thước đáng kể. Hổ, đặc biệt là hổ Siberia, là một trong những loài hổ lớn nhất trong họ mèo với khối lượng có thể lên đến 300 kg, làm cho chúng trở thành loài thứ 3 lớn nhất trong bộ thú ăn thịt, chỉ sau gấu trắng Bắc Cực và gấu nâu. Trong khi đó, sư tử mặc dù có khối lượng lớn nhất có thể đạt tới 250 kg, nhưng thông thường sư tử châu Phi có trọng lượng từ 175 đến 250 kg và sư tử Barbary cổ có thể nặng tới 270 đến 300 kg. Tuy nhiên, về chiều cao, sư tử lại có lợi thế hơn. Sư tử là loài mèo có chiều cao lớn nhất, với chiều cao đến vai vượt qua hổ khoảng 14 cm. Điều này làm cho hình dáng của sư tử trông uy nghi và oai vệ hơn. Nhìn chung, hổ nói chung là lớn hơn sư tử về trọng lượng trung bình và cực đại, nhưng sư tử lại chiếm ưu thế về chiều cao, cho nên về kích thước thì coi như hòa nhé. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng so sánh về sức mạnh tấn công nhé. Khi so sánh sức mạnh tấn công của hổ và sư tử, ta thấy rõ sự khác biệt đáng kể giữa hai loài này, đặc biệt là trong cấu trúc răng và khả năng cắn. Hổ có bộ răng nanh dài nhất trong số các loài mèo hiện tồn tại, với chiều dài có thể đạt tới 9 cm. Điều này không chỉ giúp hổ có những cú cắn sâu vào cơ thể con mồi, mà còn tăng khả năng cắn xuyên qua lớp da cứng của các loài thú lớn. Bên cạnh đó, hổ còn được biết đến với lực cắn mạnh mẽ. Một thống kê ấn tượng về sức mạnh cắn cho thấy hổ có lực cắn lên đến 738.000 kg trên 1 mét vuông, gần gấp đôi so với lực cắn của sư tử là 457.000 kg trên 1 mét vuông. Sự chênh lệch đáng kể này có thể giải thích vì sao hổ thường săn mồi một mình với khả năng tấn công mạnh mẽ và hiệu quả, trong khi sư tử lại thường đi săn theo đàn. Hổ còn được biết đến với sức mạnh ghê gớm của trí trước. Với bộ móng vuốt cực kỳ sắc bén, hổ có thể giết chết con mồi chỉ qua một cú tát hoặc một cú cào vào những điểm yếu. Một cú đánh của hổ có thể đủ mạnh để vỡ sọ của một con gia súc, gãy lưng của một con gấu lười, hay thậm chí là giết chết một con sói lửa. Sức mạnh khủng khiếp này còn được minh chứng qua việc một con hổ có thể kéo xác một con bò tót trưởng thành với khối lượng lớn qua một khoảng cách lên đến 12 mét. Trong khi đó, một nhóm gồm 13 người đàn ông đã cố gắng kéo cùng một khối lượng nhưng không thể di chuyển được. Do vậy, khi so sánh về sức mạnh và khả năng tấn công thì hổ ăn đứt sư tử. Nhưng xét về tốc độ, quan trọng lắm đấy. Bạn nghĩ nếu tổ chức một cuộc đua marathon thì ai sẽ là người chiến thắng đây? Hổ nổi tiếng với sức bật ấn tượng, có thể nhảy cao tới 5 mét và nhảy xa từ 9 đến 10 mét. Đây là một trong những kỹ năng vượt trội giúp chúng bắt được con mồi trong những tình huống cần thiết. Khả năng nhảy cao và xa như vậy biến hổ thành một trong những loài thú có cú nhảy cao nhất hiện nay. Hổ cũng là tay bơi lão luyện, có thể bơi xa vài km để đuổi theo con mồi hoặc vượt sông, tăng cường khả năng săn mồi đa dạng của chúng. Còn về tốc độ chạy, ghê gớm lắm đấy. Hổ có thể chạy với tốc độ từ 50 đến 65 km/h và chỉ duy trì được trong thời gian ngắn. Nhưng không bằng sư tử. Tốc độ của sư tử có thể đạt khoảng từ 55 đến 80 km/h, cùng với khả năng tăng tốc và giảm tốc tốt hơn so với con mồi, giúp sư tử có tỷ lệ thành công cao trong các cuộc đi săn, lên tới 1/3, một tỷ lệ thành công cao hơn nhiều so với hổ. Tóm lại, mặc dù hổ có sức bật và khả năng bơi lội vượt trội, sư tử lại chiếm ưu thế về tốc độ chạy và kỹ năng săn mồi theo nhóm. Tiếp theo, khả năng phòng vệ cũng rất quan trọng đấy. Liệu ai hơn ai? So với hổ thì sư tử đực có lợi thế về chiếc bờm. Đây là một trong những vũ khí lợi hại của sư tử đực. Chiếc bờm không chỉ phục vụ như một lớp áo giáp bảo vệ cổ của sư tử khỏi những cú cắn và cào của đối thủ, mà còn là một biểu tượng của sức mạnh và uy quyền. Khi sư tử đực ngẩng cao đầu di chuyển, chiếc bờm phủ kín vóc dáng của nó, tạo nên một hình ảnh oai nghiêm, khẳng định vị thế của nó như một vị vua thực sự trong thế giới động vật. Ngoài ra, chiếc bờm cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút bạn tình. Theo các nhà nghiên cứu, sư tử đực với chiếc bờm đậm màu và lớn thường được các con cái ưa chuộng hơn trong mùa giao phối, vì nó tượng trưng cho sức khỏe và khả năng sinh tồn mạnh mẽ. Ngược lại, những con sư tử có bờm màu nhạt thường kém may mắn trong việc thu hút bạn tình. So sánh về tiếng gầm. Tiếng gầm cũng là một biểu hiện của sức mạnh ở các loài thú lớn. Và khi so sánh giữa sư tử và hổ, chúng ta có thể thấy một số khác biệt rõ ràng trong âm lượng và tác động của tiếng gầm. Sư tử, đặc biệt là sư tử đực, nổi tiếng với tiếng gầm vang dội, có thể nghe thấy từ xa tới 8 km. Tiếng gầm của sư tử không chỉ lớn mà còn vang xa, được sử dụng để khẳng định lãnh thổ và củng cố vị thế xã hội trong bầy. Đây là một công cụ giao tiếp hiệu quả, giúp duy trì trật tự và quyền lực trong nhóm. Ngược lại, hổ có tiếng gầm mạnh mẽ nhưng không được sử dụng thường xuyên như sư tử. Tiếng gầm của hổ thường ngắn hơn và không vang xa bằng tiếng gầm của sư tử. Nhìn chung, nếu xét về sự ảnh hưởng và sức mạnh của âm thanh, sư tử có tiếng gầm mạnh hơn và có tác động lớn hơn so với tiếng gầm của hổ. Tiếp theo, chúng ta cùng xem ai ăn nhiều hơn nhé. Sư tử sống và săn mồi theo bầy, có khả năng tiêu thụ một lượng lớn thịt trong một lần ăn. Trong tự nhiên, một con sư tử cần khoảng 7 kg thịt mỗi ngày, nhưng có thể ăn tới 30 kg hoặc thậm chí 40 kg thức ăn trong một bữa no nê. Khi đói, chúng có thể ăn với một lượng thức ăn bằng 1/4 trọng lượng cơ thể của mình. Thức ăn chính của sư tử thường là thịt của các loài động vật có vú lớn như ngựa vằn, linh dương đầu bò, trâu rừng, hươu cao cổ và đôi khi là hà mã hoặc voi non. Còn đối với hổ, chúng thường săn những con vật nặng trên 45 kg và trung bình cần từ 3 đến 6 kg thịt mỗi ngày. Một con hổ Bengal trưởng thành có thể ăn tới 27,2 kg thịt mỗi bữa và trong một ngày có thể ăn tới 20 đến 30 kg thịt. Những con hổ có khả năng nhịn ăn vài ngày và trở lại ăn con mồi đã giết trước đó. Cụ thể, hổ Siberia trưởng thành cần ít nhất 9 kg thực phẩm mỗi ngày để tồn tại và có thể ăn một lúc hơn 45 kg thức ăn. Trong điều kiện nuôi nhốt, hổ cần lượng thịt ăn hàng ngày khoảng 5 đến 7 kg. Trong khi đó, sư tử trưởng thành ăn ít hơn, khoảng 3 đến 4 kg thịt. Điều này phản ánh sự khác biệt về chế độ ăn giữa hai loài. Hổ, dù trong hoang dã hay trong điều kiện nuôi nhốt, đều cần lượng thịt lớn để duy trì sức khỏe và sức mạnh của mình. Trong khi đó, sư tử có thể dựa vào sự hỗ trợ của đồng loại trong bầy để kiểm soát lượng thức ăn cần thiết, phản ánh lối sống xã hội và hợp tác của chúng. Tiếp theo, chúng ta đến một phần có thể là cũng quan trọng đấy. Đó là so sánh xem ai yếu sinh lý hơn nhé. Săn mồi khỏe, ăn khỏe mà yếu sinh lý thì cũng vứt, phải không chị em? Khi nói đến khả năng sinh lý, sư tử và hổ lại có những điểm khác biệt rõ ràng mà có lẽ nhiều người sẽ bất ngờ. Sư tử với danh tiếng là vua của Sơn Lâm, cũng là một trong những loài động vật có khả năng tình dục đáng nể. Các con sư tử đực có thể giao phối lên tới 86 lần trong một ngày, phá vỡ mọi kỷ lục về giao phối trong thế giới động vật. Một đợt giao phối kéo dài khoảng 4 ngày, với từ 20 đến 40 lần giao phối mỗi ngày. Điều này không chỉ cho thấy sức bền vượt trội của chúng, mà còn là một chiến lược sinh sản hiệu quả, giúp đảm bảo tỷ lệ sinh sản cao ở môi trường hoang dã khắc nghiệt. Trong khi đó, hổ, dù có vẻ ngoài dũng mãnh và sắc lẹm, lại không mạnh mẽ như sư tử trong khả năng sinh lý. Hổ thường giao phối vào buổi sáng sớm. Mỗi lần gặp gỡ kéo dài không quá 1 phút, với khoảng 2-3 lần mỗi ngày trong một chu kỳ kéo dài từ 3 đến 5 ngày. Mặc dù tổng số lần giao phối trong một ngày có thể lên tới 30 lần, nhưng hiệu quả không cao như sư tử. Đặc biệt, có một điểm sẽ khiến nhiều chị em được an ủi về chồng mình đấy. Đó là pín, tức là dương vật của hổ, hoàn toàn không được hoành tráng như thân hình của chúng đâu. Mặc dù hổ là loài động vật to lớn, có thể nặng tới 300 kg, nhưng dương vật của chúng lại khá khiêm tốn về kích thước, chỉ nhỉnh hơn một chút so với cái đũa. Thực tế, nếu so sánh dương vật của một con mèo nhỏ nặng 3 kg với dương vật của một con hổ 200 kg, kích thước của chúng lại tương đương nhau. Và có một điểm cũng ngược lại với những lời đồn đoán, dương vật của hổ không hề có gai. Thế còn về âm vật của hổ cái thì sao? Cũng rất nhỏ, chỉ vừa vặn với kích thước khiêm tốn của dương vật hổ đực mà thôi. Có lẽ đó chính là lý do mỗi lần gặp gỡ nhau của hổ không thể quá 1 phút chăng? Bởi vậy, nhiều người vẫn lầm tưởng về khả năng tình dục của hổ và đổ xô đi mua, sử dụng pín hổ như một vị thuốc tăng cường sinh lý. Nhưng khoa học đã chứng minh đó là sự ngộ nhận. Trên đây chính là sự so sánh về sức mạnh giữa hổ và sư tử ở một số khía cạnh. Nhưng đó chỉ là so sánh thôi. Tại sao không mở một cuộc tỷ thí đối đầu trực tiếp xem ai lợi hại hơn ai nhỉ? Có nhé! Trong lịch sử, đã có nhiều cuộc đọ sức trực tiếp giữa hổ và sư tử được ghi lại. Một số vụ nổi bật có thể kể đến như vào năm 2011, tại vườn thú Ankara, một con hổ Bengal đã tìm cách vượt qua hàng rào để tấn công một con sư tử. Hổ đã giết chết sư tử chỉ bằng một nhát cào vào tĩnh mạch cảnh, dẫn đến cái chết nhanh chóng của sư tử. Sự kiện này đã gây chấn động và được báo chí đưa tin rộng rãi. Trong thời gian cai trị của hoàng đế La Mã Titus, đã có những trận chiến được sắp xếp giữa hổ Bengal và sư tử châu Phi. Ban đầu, hổ Bengal dễ dàng đánh bại những con sư tử Numidia nhỏ bé hơn. Sau đó, khi được sắp xếp chiến đấu với những con sư tử châu Phi to lớn hơn, hổ vẫn liên tục giành chiến thắng. Tuy nhiên, không phải lúc nào hổ cũng là kẻ chiến thắng. Vào năm 1830, tại một trại chăn nuôi ở Turin, Rome, một con hổ đã tấn công một con sư tử. Mặc dù bị tấn công trước, nhưng sư tử đã đè được hổ xuống và kẹp cổ đối thủ bằng hàm của mình, dẫn đến cái chết cho con hổ sau đó. Vào năm 1857, tại vườn thú Bromwich, một con hổ đã húc vỡ lồng của một con sư tử. Mặc dù hổ tấn công trước, nhưng con sư tử đã bảo vệ bản thân và cuối cùng đã giết chết hổ bằng cách cào rách bụng của đối thủ, dẫn đến cái chết của hổ trong vòng vài phút vì mất máu và kiệt sức. Vào năm 1978, Kailash Sankala ghi nhận rằng một con sư tử đã giết chết một con hổ trong một cuộc chiến được tổ chức bởi một hoàng tử Ấn Độ. Đây chỉ là vài trong số rất nhiều vụ đọ sức trực tiếp đã diễn ra giữa hổ và sư tử. Và qua từng câu chuyện, chúng ta có thể thấy rằng không có một kết luận dứt khoát cho câu hỏi ai là vua thực sự. Mỗi cuộc chiến, tùy theo hoàn cảnh và điều kiện, lại cho thấy lúc này hổ mạnh hơn, lúc khác sư tử lại chiếm ưu thế hơn. Hổ và sư tử, mỗi loài đều có những đặc điểm riêng biệt và vai trò quan trọng trong hệ sinh thái của chúng. Thay vì tìm kiếm một vua thực sự, điều quan trọng là hiểu và trân trọng sự đa dạng và phức tạp của thiên nhiên mà chúng đại diện.